Xin kính chào tất cả quý bà con và khách hàng. Hôm nay thì đặc biệt là công ty khoa học Việt Đức sẽ livestream ra mắt một cái dòng sản phẩm mới. Đó là dòng sản phẩm Gastro VD chuyên về điều trị các bệnh về gan. Dòng sản phẩm này phải nói là dòng sản phẩm cực kỳ cao cấp luôn. Và hôm nay là chính thức nhà em sẽ có một buổi livestream để chia sẻ về cái dòng sản phẩm này đối với những hộ dân, các bà con đang nuôi tôm mà tôm đang gặp cái tình trạng về bệnh gan mọi người nhé. Nói chung là hôm nay thì livestream nhà em sẽ nói rõ và nói cụ thể hơn về bệnh gan thôi. Tại vì những cái livestream lần trước thì nhà em cũng nói rất là nhiều về những cái vấn đề khác của những con tôm, như là vệ sinh xử lý nước này, hay những cái vấn đề về EHP, đường ruột, tất cả mọi thứ. Thì riêng ngày hôm nay nhà em sẽ đặc biệt nhấn mạnh chỉ nói về bệnh gan trên tôm thôi. Đó, thì xuất hiện trong livestream ngày hôm nay thì nhà em có thêm anh Hoàn. Anh Hoàn hôm nay sẽ là người chia sẻ với bà con tất cả mọi kiến thức về bệnh gan. Đó, để bà con được nắm được là mình có những cái kiến thức hiểu biết rõ hơn về bệnh gan như thế nào và cách điều trị như thế nào mọi người nhá. Đó. Và cũng nói luôn với mọi người, hôm nay thì là nhà em sẽ có quà tặng. Tức là mọi livestream nào nhà em cũng sẽ quà tặng cho mọi người. Và đặc biệt hôm nay đối với 5 khách hàng đầu tiên khi mua từ 3 sản phẩm đầu tiên trên livestream này, nhà em sẽ tặng cho mọi người một cái túi hình con tôm như này luôn này. Túi hình con tôm như thế này là bà con biết là đeo cái túi này luôn. Hoặc là cho các bé nhà mình ấy, thì nhà em sẽ tặng luôn cho các bé những cái túi hình con tôm như này, hoặc là người lớn mình đeo cũng được, bởi vì ai đeo cũng được, thậm chí là bản thân em cũng đeo cũng được. Đấy, thì là mọi người nhanh tay, nếu như hôm nay đặt hàng trên livestream này mình sẽ được quà tặng như thế này và sẽ có cái giá, những cái giá ưu đãi hơn mọi người nhá. Đó, thì trước tiên thì đợi bà con vào đông đông một xíu thì em sẽ mời anh Hoàn là chia sẻ về những cái tình trạng về bệnh tôm. Thì trước tiên là mình cứ nói về cái nguyên nhân bị bệnh tôm đã, để bà con hiểu được là tôm lại tại vì sao và nguyên nhân dẫn đến bệnh gan trên tôm như thế nào nhá. Thì anh Hoàn là mời anh Hoàn chia sẻ một chút về cái tình trạng là về cái nguyên nhân. Đầu tiên là nguyên nhân đi, mình nói về nguyên nhân trước, nguyên nhân khiến tôm bị bệnh gan ạ. Xin chào bà con. Thì trong cái nuôi tôm thì bà con cũng thường hay biết rằng cái bệnh gan là một cái bệnh lý nó rất là quan trọng, gây ra rất nhiều cái chi phí rất là lớn trong cái quá trình nuôi tôm. Thì hôm nay thì tôi cũng xin nói về sơ về những cái bệnh gan, còn về riêng về kỹ thuật thì mọi người nuôi tôm thì rõ ràng là cái kỹ thuật của mọi người là ai cũng đã có thì chúng ta mới có nuôi được những con tôm. Đó, thì hôm nay thì thứ nhất là chúng tôi sẽ nói riêng về cái bệnh gan này một chút. Thì cái nguyên nhân để xác định ra cái bệnh gan này thì chúng ta cũng đã hiểu được là nó gây ra nhiều cái tác động như về môi trường này, về các cái vấn đề về chọn giống hoặc là về những cái ảnh hưởng về thời tiết cũng có. Thì nguyên nhân thì trong cái vấn đề này thì trong nuôi tôm thì chúng ta cũng đã biết là cái thời gian kỳ đầu, từ ngày khi chúng ta thả bót xuống đến 30 ngày thì cái sự phát triển của gan nó rất là quan trọng. Đó, trong vòng từ 1 đến 8 ngày thì cái tế bào gan bắt đầu phát triển. Nên là trong cái thời gian này thì chúng ta cần phải để ý đến cái gan tôm để không xảy ra các vấn đề giống như tôm bị nhiễm về các cái virus hoặc là những cái tế bào mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến con tôm của chúng ta. Thì thứ hai là từ 8 ngày đến 30 ngày thì trong cái thời điểm này thì cái gan tôm của chúng ta nó bắt đầu phát triển nhanh và rất là dễ gây ra những cái bệnh gan của chúng ta, như bị bệnh gà vàng gan này, gan tôm bị teo này, bị sưng này, đó, và bị giống như là bị nhũn gan này cũng có. Thì những cái bệnh gan thì tôi sẽ chia sẻ từng cái về vấn đề về từng cái bệnh. Đó là giống như là tôm của chúng ta bị bệnh teo gan đi. Thì bị teo gan thì trên tôm thẻ thì gan tôm nó sẽ bị nhỏ, có màu đen và chai hoặc là bị dai. Thì tác nhân của gan tôm thẻ thì nó là do giống như chúng ta lấy ra con tôm thì cái bóp vào cái gan tôm nó sẽ không bị vỡ và nó sinh khối và là nó nhầy nhầy trên ngón tay của chúng ta vậy đó. Thứ ba là bệnh về giống như bị nhún gan. Thì nhún gan thì tôm thẻ bị nhún gan thì nó rất là dễ vỡ. Gan của tôm thì có màu vàng nhạt. Đấy. Và tác của nó là gây ra các vấn đề như đầu tôm này sẽ chảy ra các cái chất dịch và không được nguyên khối. Đó, thì tôi chỉ chia sẻ một số cái vấn đề về nguyên nhân gây ra các cái bệnh gan.
Thì nguyên nhân của nó thì do chúng ta thứ nhất là phải đảm bảo được cái môi trường của nó. Thì cái môi trường của cái con tôm thì nó là rất là cần về cái môi trường sạch. Đó. Thì chúng ta cần phải chú ý về cái vấn đề về môi trường. Cái vấn đề môi trường thì là cái vấn đề tiên quyết trong cái quá trình nuôi tôm của bà con rồi. Chắc là mọi người cũng đều đã hiểu về cái vấn đề này, cho nên là hầu như là tất cả bà con đều khi mà vấn đề xử lý nước ấy, mọi người đều đặt lên cái vấn đề đầu tiên rồi. Còn có tôm như anh Hoàng Vy chia sẻ, nó cũng có rất là nhiều các nguyên nhân gây nên bệnh về gan tôm. Thì hiện tại là em đang nhận được một số cái câu hỏi của rất là nhiều khách hàng ở trên fanpage, thì cũng xin là đây em cũng xin là công bố một số cái câu hỏi của khách hàng để anh Hoàng có thể giải đáp cho bà con đấy. Trước tiên thì hỏi anh Nguyễn Công Phước thì có hỏi là nay có quà tặng gì không, thì em xin phép là chia sẻ một chút về cái quà tặng của chương trình nhá. Thì trên live stream bao giờ bà con cũng biết là nhà em sẽ có quà tặng cho bà con, chứ không phải là live stream suông. Thứ nhất là khi em cũng xin nói về quà tặng đây, mọi người nhìn thấy không ạ, cái túi hình con tôm này rất là đẹp. Đây, cái túi hình con tôm rất là đẹp, mở ra cho bà con thấy luôn là cái túi này nhà em sẽ tặng trực tiếp cho mọi người, bà con có thể mua về mang về cho các bé dùng. Đây, túi trong này có sâu đựng được điện thoại, đựng tiền hoặc là đựng một số cái gì đó vật dụng cần thiết của bà con này. Đó, mình có thể là đây, cái hình con tôm rất là đẹp luôn. Thì đây là quà tặng mà bên nhà em sẽ áp dụng cho khách hàng là đặt 3 sản phẩm và may mắn đầu tiên. Em chỉ áp dụng cho 5 khách hàng thôi, tại vì số lượng có hạn nha bà con nhá, chứ không phải là 100 khách hàng đặt hàng hôm nay là nhà em đều có 100 quà tặng đâu ạ. Chỉ có 5 khách hàng đầu tiên mà mình đặt 3 sản phẩm thì nhà em sẽ tặng quà cho khách hàng. Đây, một túi bông hình con tôm rất là đẹp luôn, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Là cái này là mang về cho các bé này, bên trong có lót bông nó rất là mềm ạ. Đấy, mình có thể sử dụng hoặc là cho các bé nhà mình, các bé cực kỳ đảm bảo rất là thích luôn. Đó, và cái thứ hai nữa là hôm nay thì bên nhà em vẫn sẽ áp dụng cho khách hàng, đó là mua 5 sản phẩm thì sẽ hỗ trợ cho khách hàng tặng 1 sản phẩm, và mua 10 sản phẩm sẽ tặng 3 sản phẩm, nhưng chỉ áp dụng tuyệt đối ở trên live stream này thôi. Còn bà con mà có những cái câu hỏi hay là thắc mắc gì về tôm ấy, thì hôm nay là anh Hoàng sẽ trực tiếp chia sẻ mọi người tất cả mọi vấn đề, nhưng là sẽ hôm nay nhà em sẽ chuyên biệt nói về gan và ra mắt sản phẩm mới là sản phẩm gastro về gan. Đó. Đấy, thì em có nhận thêm một số câu hỏi nữa thì hiện tại là xin chào anh Nguyễn Đức này. Gan tôm như thế nào thì cho thấy tôm đã bị bệnh gan? Đó, anh Nguyễn Long có câu hỏi như vậy. Thì anh Hoàng sẽ giải đáp cho anh Nguyễn Long nhé, để anh hiểu thế nào là nhìn con tôm như thế nào để anh ấy biết là tôm đã nhiễm bệnh gan. Đó. Thì cái gan của con tôm khi chúng ta quan sát về cái con tôm bình thường á, thì chúng ta sẽ không thấy được cái màu của gan tôm. Thì cái màu gan tôm đạt và nó không bị bệnh á, là cái màu gan nó sẽ có cái màu vàng vàng hạt nhãn ấy, giống như một chứ không phải màu vàng vàng mắt như chúng ta đâu nhá. Thì nó cái vàng màu hạt nhãn của chúng ta mới là đúng là gan tôm khỏe. Còn nếu ngoài ra chúng ta nhìn mà quan sát cái màu của nó không giống như vậy á, là tôm của chúng ta đang có triệu chứng về bệnh gan. Thì khi nó đã có triệu chứng về đó rồi á, thì nó sẽ xảy ra các vấn đề giống như bị teo gan này, hoặc là gan bị vỡ gan này, bị sưng này. Sưng thì nó sẽ gây ra bị vỡ gan. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta quan sát về đó. Dạ vâng ạ. Thì anh Hoàng cũng vừa là chia sẻ về cái cách để chúng ta nhận biết xem là tôm đã nhiễm bệnh gan, cách để nhìn bên ngoài thôi, là để biết chúng ta làm sao để phân biệt được gan đã bị nhiễm bệnh. Thì ngoài ra nếu như mà khách hàng mà muốn được rõ hơn, một tư vấn một cách chính xác hơn nữa, thì mình có thể chụp trực tiếp hình ảnh tôm. Đấy, chụp trực tiếp cái hình ảnh tôm và gửi qua fanpage của công ty khoa học Việt Đức, thì bên nhà em sẽ xem trực tiếp cái hình ảnh đó và có thể tư vấn một cách chính xác nhất cho mọi người về cái cách phân biệt bệnh tôm như thế nào và đưa mọi người sản phẩm phù hợp nhất cho tôm để chữa bệnh tôm mọi người nhé. Thì câu hỏi tiếp theo thì em có nhận được là của chị Ly Phạm, tôm bị vàng gan thì trị như thế nào? Đó, câu hỏi này rất là hay, thì chắc là anh Hoàng cũng sẽ nói luôn. Em cũng xin mời anh là nói luôn về những cái sản phẩm mới bên nhà em là sản phẩm chuyên biệt điều trị bệnh gan, đây là sản phẩm gastro. Thì anh Hoàng sẽ chia sẻ luôn với mọi người về cái sản phẩm để điều trị bệnh gan mọi người nhé. Thì cái bệnh điều trị về bệnh vàng gan này thì tôi xin trả lời này. Riêng về kỹ thuật thì mọi người nuôi tôm đều đã có, thì tôi không chia sẻ thêm. Thì cái quan trọng nhất chúng ta cần lưu ý, thứ nhất là phải đảm bảo cái môi trường trong ao nuôi tôm của chúng ta phải sạch. Đó, đảm bảo về các chất giống như quản lý về thức ăn này. Đúng rồi. Đấy, làm sao để cái môi trường nước cho nó sạch. Còn vì khi mà tôm bị vàng gan á, thì cái sản phẩm mới chúng tôi này, đó, chúng tôi thì nó rất là ok. Thì khi chúng ta phát hiện tôm bị vàng gan thì chúng ta nên ngưng cho ăn ngay. Đấy, ngưng cho ăn và cải tạo lại cái môi trường, giống như chúng ta có thể thay nước
họ đánh vi sinh lại để cải tạo lại cái môi trường nước. Và buổi tối bắt đầu từ 9 giờ đến 22 đến 0 giờ thì chúng ta nên tạt một chai này đó, cho 1.000 mét khối đến 1.500 mét khối. Thì trong vòng 24 giờ cho đến 30 giờ thì chúng ta sẽ hoàn toàn thấy được rằng cái gan tôm của chúng ta sẽ hồi phục lại. Đó, và tôm của chúng ta sẽ bắt đầu ăn uống khỏe lại. Đó là cái chi bệnh. Và dòng gastro này thì cũng chia sẻ bà con luôn, nó là cái dòng thảo mộc gan rất là cao cấp. Và nó thực sự là dùng dòng này phải nói là khắc tinh của bệnh gan tụy luôn. Cho nên là mọi người ạ, nếu mà mọi người đang gặp những cái vấn đề mà tôm mắc bệnh gan ấy, thì mọi người có thể liên hệ bên Việt Đức để mình sử dụng thử cái dòng sản phẩm gastro này để xem là sản phẩm có thực sự là nó hiệu quả hay không. Và bên khoa học Việt Đức bên nhà em luôn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa nhất, để khi mình đã bỏ cái chi phí ra mình mua một cái sản phẩm để điều trị bệnh là nó phải mang lại hiệu quả, chứ không phải là mình bỏ tiền ra mình mua sản phẩm mà nó lại không mang lại cái hiệu quả gì bà con nhá. Thì cái sản phẩm bên nhà em thì như anh Hoàn cũng đã chia sẻ rồi, đây là sản phẩm gastro VD, là cái dòng sản phẩm mới ra mắt của bên nhà em luôn đó. Về cái cách dùng ấy thì cũng chia sẻ với bà con luôn là khi mình cho ăn cái trong cái giai đoạn bình thường này là thì mình có thể ngày ăn 2 lần và 5ml trên 1 kg thức ăn. Đó, 5ml trên 1 kg thức ăn và tạt định kỳ. Khi mà mình tạt định kỳ ấy, thì mình có thể dùng 1 lít này cho 2.000 đến 3.000 mét khối nước mọi người nhá. Tạt định kỳ là cứ 5 đến 7 ngày bà con sử dụng lại một lần giúp cho em. Đó, 5 đến 7 ngày sử dụng lại một lần giúp cho em ạ. Thì đây là em sẽ nhận thêm câu hỏi của khách hàng nữa là gan tôm anh Đỗ Đạt trên fanpage có hỏi là gan tôm nhà tôi có màu đỏ, liệu có thuốc có để điều trị được không? Đấy, thì xin mời anh Hoàn sẽ trả lời cho anh Đạt nhé, để anh Đạt nắm được. Vâng, chào anh Đạt nhé. Thì gan tôm có màu đỏ thì có thể điều trị được anh Đạt nhé. Thì cái sản phẩm này của chúng tôi là sẽ đảm bảo về cái vấn đề về gan tôm của anh bị màu đỏ. Thì anh cứ yên tâm, anh để lại số điện thoại và chụp hình con tôm gửi lên cái trang fanpage thì chúng tôi sẽ hỗ trợ anh trực tiếp. Dạ vâng. Anh Đạt nhá. Và anh Đạt ơi, thì hôm nay em cũng chia sẻ lại để nhắc lại một chút về khuyến mãi của bên nhà em. Thì nhà em sẽ có quà tặng, đây là quà tặng, nhắc lại một chút nữa vì có thể có những khách hàng vào sau ấy mình chưa nắm được cái chương trình khuyến mãi hiện hôm nay của nhà em, thì đây là quà tặng hình con tôm này, bà con thấy đáng yêu không ạ? Quà tặng hình con tôm này là nhà em sẽ tặng trực tiếp cho khách hàng khi mà khách hàng mua 3 sản phẩm trở lên trực tiếp ở trên livestream này thôi. Và nhà em sẽ chỉ tặng cho khách hàng ở trên livestream thôi nha bà con nha. Và khi khách hàng mua 3 sản phẩm, nhà em sẽ tặng một con tôm, một túi con tôm hình bông này, một con tôm màu đỏ, bên trong có bông, rất là mềm luôn. Đặc biệt là mình có thể dùng hoặc là mang về cho các bé nha, mình đảm bảo là các bé cực kỳ thích luôn nhá. Cho nên là nếu mà anh Đỗ Đạt hôm nay mình cần tư vấn hoặc là mình cần đặt hàng sản phẩm ấy thì mình sẽ được ưu đãi những quà tặng như vậy. Thì anh có thể là chụp hình con tôm lại xem là gan của tôm đang gặp những cái vấn đề gì để bên kỹ thuật bên em sẽ hỗ trợ cho mình nha. Đó, đây em đang check xem câu hỏi của anh Lê Văn Sơn nữa. Anh Lê Văn Sơn có hỏi là nguyên nhân gây bệnh gan trên tôm thẻ chân trắng là gì ạ? Đó, thì lúc nãy là anh Hoàng có chia sẻ về các nguyên nhân gây nên bệnh gan trên tôm rồi. Thì bây giờ là có thể là anh Sơn anh vào sau nên là anh chưa có nắm được, anh cũng chưa có nghe được cái phần anh chia sẻ. Thì anh chia sẻ lại một lần nữa về các nguyên nhân gây nên bệnh gan trên tôm thẻ đấy để cho anh nắm được nhé. Thì cái này thì xin chào anh Sơn nhé. Thì chúng ta cũng thường hiểu, thì nếu như anh Sơn là người nuôi tôm thì anh cũng thường hiểu là cái nguyên nhân gây bệnh thì thường nó do nhiều cái ảnh hưởng về môi trường đó, về cái quản lý thức ăn của chúng ta, và có thể là do thời tiết nữa. Thì tôi chỉ nói về giống như này về từng bước thôi. Giống như thứ nhất là chúng ta muốn kiểm soát về cái bệnh gan thì đầu tiên là về con giống. Thì về con giống thì chúng ta cũng phải tìm hiểu được những cái công ty hoặc là những cái nhà sản xuất ra giống đó làm sao mà có những cái uy tín đó, và cái chất lượng con giống đảm bảo, để khi mà chúng ta nhập về giống về chúng ta sẽ không phải nhập những cái giống mà nó đã có bệnh. Thì trong đó có cái bệnh gan tôm, nó người ta gọi là cái virus AMS đó. Thì cái bệnh này thì nó đã nhiễm từ cái bộ phận của tôm mẹ sang rồi đó. Còn ngoài ra thì chúng ta cần quản lý về những cái thức ăn của tôm và cái môi trường nước của chúng ta. Thì cái môi trường càng sạch thì con tôm sẽ sống càng khỏe đó. Tại sao chúng ta nói về môi trường sống của nước
phải sạch thì con tôm mới khỏe. Tại vì tôm thì sống nhờ cho nước, thì chúng ta làm sao quản lý được cái môi trường nước, thì quản lý được cái thức ăn của con tôm á, hợp lý, không có dư thừa thức ăn, và chúng ta đảm bảo được cái môi trường nước sống sạch khỏe, thì con tôm nó sẽ không bị vấn đề giống như tảo, gây ra những cái vấn đề về tảo độc này. Đó, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về khi tôm ăn phải hoặc là hấp thụ về cái trong cái môi trường nước của chúng ta sẽ gây ra những cái bệnh gan đó. Đúng rồi. Dạ vâng, thế thì vừa rồi là anh Hoàn đã giải thích và đã chia sẻ lại về cách nguyên nhân gây nên bệnh gan trên tôm thẻ cho anh Lê Văn Sơn. Thì hiện tại là anh sẽ bên em sẽ hỗ trợ cho anh Phạm Đăng nữa, là bởi vì anh cũng có một câu hỏi là gan tôm nhà tôi bị màu đen, thuốc có điều trị được không ạ? Vâng, được anh. Anh Đăng nhá. Anh Đăng. Thì cái sản phẩm này của chúng tôi thì đảm bảo chất lượng và cam kết về cái chất lượng. Công ty chúng tôi cam kết về cái chất lượng sản phẩm này. Đây là một cái thảo dược chuyên gan. Đó. Và chúng tôi không dùng kháng sinh. Đó, chỉ có thảo dược đảm bảo để cho con tôm của mình phát triển tốt, không cái gây ra những cái lưu lượng giống như là thuốc kháng sinh hay cái gì hết. Đảm bảo về cho con tôm của mình phục hồi tốt. Đó, ăn khỏe trở lại và đặc biệt sẽ lớn rất là nhanh. Và một điều lưu ý nữa là mọi người ạ, khi mà mọi người sử dụng những cái sản phẩm về thảo dược như thế này thì mọi người cũng đừng quá nóng lòng nhá. Mọi người cũng đừng quá nóng lòng, khi mà mình sử dụng mình cần phải có thời gian để tôm nó phục hồi dần dần. Nhiều anh, nhiều chị là em thấy là mọi người nóng lòng sử dụng quá, mới dùng một ngày, hai ngày thôi mà mình đã khẳng định là sản phẩm không hiệu quả, hay là những cái vấn đề là mình chưa nhận thấy được cái sự thay đổi trên tôm nó quá nhiều ấy, thì mình cũng đừng nóng lòng. Mình sử dụng cần phải có cái sự kiên trì và từ từ để tôm của nhà chúng ta nó phục hồi lại dần dần. Thì hôm nay hiện tại là chị Mai Phan có một câu hỏi là tôm chậm lớn thì xử lý như thế nào. Đấy, tôm chậm lớn thì nó có thể là có rất là nhiều nguyên nhân, đúng không ạ? Đúng rồi. Đó. Tôm chậm lớn thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, vậy thì cũng chia sẻ cho chị Mai Phan luôn là hiện tại là tôm nhà mình ấy, về cách quy trình, quy cách xử lý nước hay tất cả mọi vấn đề của mình mà mình sử dụng những cái sản phẩm gì, và hiện tôm đang gặp những cái vấn đề gì, và mình vui lòng là chụp ảnh trực tiếp tôm và gửi lại cho bên em để thì bên em mới có thể là kỹ thuật bên em mới có thể là chính xác cái tình trạng tôm của mình để đưa ra cho mình những cái quy trình sử dụng đúng đắn và khoa học, cũng như là cải thiện cái tình trạng giúp tôm mau lớn hơn. Đó. Cho nên là chị Mai Phan mình vui lòng chụp lại ảnh và gửi qua fanpage cho bên nhà em nhé. À, mọi người đang nói là tiếng nhỏ quá. Dạ vâng, không, nếu mà mọi người chưa nghe rõ thì bên nhà em sẽ cố gắng là nói to thêm một chút. Tại vì hôm nay là máy quay nhà em đang cố định một chỗ nên là nhiều khi là hơi xa một xíu. Đấy, thì mọi người cố gắng, nếu như mà mọi người chưa nghe rõ ấy, hoặc là mọi người vẫn chưa đầy đủ cái thông tin mọi người cần, mọi người cứ hỏi trực tiếp xuống đây, nhà em sẽ giải đáp lại cho mọi người. Vì thời lượng livestream của bên nhà em hiện hôm nay thì cũng sẽ rơi vào khoảng gần 45 phút cơ. Cho nên là mọi người cứ yên tâm, cứ hỏi thoải mái, nhà em sẽ giải đáp cho mọi người. Và đặc biệt hôm nay là anh Hoàn là cái người mà trực tiếp đứng ra sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho mọi người ngày hôm nay luôn. Và đặc biệt là nhà em hôm nay cũng nói luôn là quà tặng cho mọi người rất là lớn luôn. Và cái thứ hai nữa là hôm nay mọi người đặt hàng trên livestream nhà em sẽ ưu đãi, vẫn là mua sản phẩm mua 5 tặng 1 và mua 10 sản phẩm sẽ tặng 3 sản phẩm, và chỉ áp dụng ở trên livestream này thôi. Đấy, và cái sản phẩm như hôm nay nhà em nói ấy, cái gacho này, sản phẩm gacho nhà em là cái sản phẩm thảo mộc gan cao cấp. Đấy, thảo mộc gan cao cấp, đặc biệt hôm nay nhà em sẽ chia sẻ cho bà con một cái giải pháp để cứu cái gan của con tôm đi. Và đây là cái sản phẩm cao cấp và mới ra mắt của bên công ty khoa học Việt Đức luôn. Nếu mà hiện tại là tôm nhà mình đang mắc cái triệu chứng các bệnh về gan thì liên hệ ngay cho Việt Đức để nhà em sẽ tư vấn này, giải đáp và hỗ trợ mọi người một cái dòng sản phẩm để cấp cứu cho cái gan của tôm mọi người nhá. Đó, mọi người có thể nhìn kỹ. Đây. Mọi người có thể nhìn kỹ, đây là cái sản phẩm mới ra mắt bên nhà em. Thì mọi người có thể yên tâm, mọi người có thể yên tâm là tất cả bà con mà khi đã sử dụng sản phẩm bên khoa học Việt Đức ấy, thì bên nhà em không bỏ rơi bất kỳ một khách hàng nào cả, sẽ theo sát khách hàng từ đầu sử dụng sản phẩm đến cuối quá trình sử dụng sản phẩm luôn, để đảm bảo mọi người luôn luôn là có được những cái sự hỗ trợ một cách nhiệt tình nhất, để mình làm sao mà tôm của nhà mình ấy nuôi luôn luôn phải đảm bảo được về cái chất lượng, và đảm bảo là chúng ta không bị gọi là gì nhỉ, nuôi tôm mà xong rồi là tôm chết, mai gặp tôm chết, mai gặp tôm đi phân trắng rồi tôm bị gan. Nói chung là nhà em sẽ hỗ trợ mọi người để làm sao chúng ta nuôi được con tôm và có cái thu nhập, và có nghĩa là
có những cái lời lãi trong cái những cái vụ tôm của chúng ta, chứ không thể nào mà chúng ta đầu tư nuôi tôm rồi không thu lại lợi nhuận gì cả mọi người nhé. Đây, có câu hỏi của chị của anh Đỗ Tiến Anh là gan tôm như thế nào là tốt. Đấy, gan tôm như thế nào là tốt thì anh Hoàng sẽ chia sẻ lại cho anh một chút về cái vấn đề là chúng ta nhận biết gan tôm. Đấy, như thế nào là gan tôm tốt và như nào là gan tôm khỏe anh nhé. Tôi xin chia sẻ là như nãy tôi đã nói, thì trong cái thời kỳ đầu từ khi chúng ta thả bót xuống cho đến thời kỳ 30 ngày, đó là cái thời gian quan trọng nhất để con tôm có thể phát triển cái gan của mình tốt nhất. Thì từ 8 đến 10, 15 ngày thì trong cái thời gian đó là con tôm bắt đầu, tế bào của con tôm bắt đầu phát triển. Thì khi nó phát triển lên ấy, mà cái môi trường nước của chúng ta hoặc là trong cái thức ăn của chúng ta không quản lý tốt ấy, nó sẽ gây ra những cái vấn đề về gan rất là nghiêm trọng. Thì chúng ta cố gắng làm sao kiểm soát được cái môi trường trong cái thời gian từ 1 ngày đến 30 ngày đó. Thì từ 15 ngày đến 30 ngày thì gan của con tôm á, nó sẽ có một cái lớp bao bì, giống như nó người ta gọi là lớp mỡ bao bì ở bên ngoài lớp gan á. Thì khi trong cái thời gian đó đấy, thì con tôm có những cái lớp mỡ đó, màu gan tôm là màu gan nâu 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 hạt nhãn á, và cái nó rất là rõ ràng, thì cái độ phồng của cái gan đó, nó hợp lý, nó vừa phải với cái phát triển của con tôm á, thì đó mới là gan tôm khỏe. Còn nếu như nó không có cái màu gan tôm hạt nhãn á, thì đó là cái gan của con tôm nó chúng ta đang có vấn đề về gan, thì chúng ta cần phải xử lý ngay và luôn để đảm bảo là khi mà con tôm qua 30 ngày á, lúc đó là con tôm bắt đầu ăn mạnh, nó sẽ phát triển nhanh, thì cái gan của nó khỏe thì nó sẽ hấp thụ được nhiều các cái vấn đề về, giống như nó tránh được cái vấn đề về bệnh đường ruột nữa. Thì chúng ta làm sao á, thì tôi chỉ khuyên mọi người là hãy dùng cái sản phẩm này của chúng tôi. Đây là sản phẩm mới cao cấp nhất, thì chúng ta nên, khi chúng ta bắt đầu thả bó thì chúng ta nên bắt đầu cho ăn phòng với cái bệnh gan, và nó làm cho cái con gan của con tôm của chúng ta rất là tốt. Thì chúng ta chỉ cần dùng cái sản phẩm này từ 5 đến 10 ml trộn chung với 1 kg thức ăn, và hàng ngày bữa đầu tiên vào buổi sáng mọi người nhé, bữa đầu tiên vào buổi sáng thì chúng ta cho ăn cùng với sản phẩm Gastro VD này của chúng tôi, thì đảm bảo với mọi người nuôi tôm là chúng ta sẽ không cần phải lo về cái bệnh về gan, nếu như chúng ta quản lý về cái môi trường nước của chúng ta rất là tốt, ok, thì tôi dám đảm bảo rằng chúng ta sẽ không phải cần phải lo gì về cái bệnh gan này nữa. Và thường thì em thấy có rất là nhiều bà con là mình nuôi tôm hơi chủ quan một xíu, là nhiều khi là không có nghĩa là chưa thấy tôm gặp vấn đề gì ấy, thì mình chưa có phòng bệnh cho tôm, mà khi nào mà tôm bắt đầu là nhìn thấy tôm bắt đầu chết, bắt đầu giạt và lờ đờ bỏ ăn, hoặc là đang gặp những cái vấn đề về gan lúc đấy bệnh rồi, thì mới bắt đầu tìm những cái phương án cứu chữa cho tôm đấy. Nhưng lúc đấy thì có thể là nó sẽ có tình trạng cũng nhiều tôm ấy là hơi muộn một chút rồi, đúng không ạ? Tại vì thường bà con không hay để ý đến cái vấn đề là phòng bệnh cho tôm, cứ nghĩ là đây bây giờ mình nuôi tôm, nếu mà nuôi tôm mà đơn giản như vậy thì chắc là rất là nhiều người chúng ta cũng bỏ đi nuôi tôm rồi đấy. Thì chính vì thế mà bà con nên lưu ý một điều là chúng ta luôn luôn là ở thế chủ động phòng bệnh cho tôm trước, đừng chờ đến khi mà tôm nó bắt đầu là mình thấy tôm nó có bệnh rồi mình mới bắt đầu là đi tìm sản phẩm để chữa bệnh cho tôm đó. Em cũng để mà luôn luôn chúng ta không phải có một cái mùa vụ nuôi tôm tốt nhất ý, thì mọi người nên lưu ý những cái vấn đề đó nhé, luôn lưu ý để phòng bệnh cho tôm nhé. Hiện tại là em thấy có nhận được một cái câu hỏi của anh Lê Ngọc Cảnh, đó là tôm nhà tôi đã sử dụng kháng sinh nhưng không khỏi, chuyển qua thảo dược này liệu có được hay không? Đó. Được. Khi chúng ta sử dụng cái kháng sinh rồi thì chưa khỏi, thì chúng ta sử dụng cái Gastro VD này của chúng tôi thì nó cũng sẽ giải quyết được các vấn đề cho anh. Nhưng đặc biệt rằng khi sử dụng cái sản phẩm này của chúng tôi rồi thì anh sẽ không được sử dụng cái kháng sinh nữa thì mới đảm bảo. Còn nếu như anh sử dụng cái thảo dược này của chúng tôi và anh sử dụng thêm cái kháng sinh nữa thì cái sản phẩm này của chúng tôi sẽ không có hiệu quả. Đúng rồi. Đặc biệt là cái kháng sinh với cái thảo dược nó sẽ không
không không không không tốt cho con tôm của chúng ta. Đúng rồi. Có nghĩa là có những cái lưu ý về việc sử dụng kháng sinh cho bà con ấy, thì có nghĩa là mình nên sử dụng những cái sản phẩm thiên về thảo dược hơn là dùng kháng sinh nha mọi người nhé. Anh Toàn có hỏi là cách sử dụng thuốc gan như thế nào và sử dụng thuốc có cần thay nước không? Đó làm anh Hoàn có thể là hướng dẫn lại cho anh Toàn một chút về cái cách sử dụng thuốc gan, vì ban nãy nhà em cũng đã chia sẻ về cách sử dụng thuốc rồi, thì bây giờ là chia sẻ lại để anh Toàn nắm được nhé. Thì cái gastro này thì cái cách sử dụng của nó cũng đơn giản thôi. Ví dụ như chúng ta cho ăn phòng hàng ngày, thì từ đầu khi chúng ta nuôi cho đến khi chúng ta thu hoạch thì chúng ta cho ăn phòng thì cứ 5 mi 5 cho đến 10 mi trên 1 kg thức ăn. Thì cứ vào buổi sáng thì chúng ta sẽ cho ăn. Thì chúng ta thay nước thì đó là cái vấn đề về 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 kỹ thuật của mỗi người một người nuôi. Thường thường thì có những người nuôi thì thường thường hay thay nước hàng ngày, giống như chúng ta xi phong rồi chúng ta thay nước luôn chẳng hạn. Giống như một ngày chúng ta có thể là chúng ta đảm bảo là chúng ta sẽ thay cho khoảng 30 phân nước cho một ngày. Đó thì tùy theo mọi người thì, kỹ thuật của từng người nuôi tôm thôi. Còn giống như cái này của chúng tôi thì trừ khi chúng ta gặp vấn đề giống như gan của chúng tôi, gan tôm của chúng ta bị bệnh nặng rồi mà chụp hình cho chúng tôi để chúng tôi xem xét rằng con tôm này có thể rằng cứu được nữa thì chúng tôi mới yêu cầu làm sạch môi trường, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải thay nước, tại vì khi đó thì con cái môi trường nước của chúng ta nó đã quá quá ô nhiễm rồi, thì cần phải thay nước và đảm bảo được cái môi trường nước. Sau đó chúng ta vào buổi tối chúng ta tạt cái này xuống thì mới đảm bảo được. Còn nếu như mà môi trường nước của chúng ta mà có quá nhiều các cái vấn đề về 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 giống như ô nhiễm và có những cái tảo độc, nó giống như tôi nói về giống như tảo độc nó tiết ra những cái bệnh về đó, thì chúng ta nếu như tạt xuống thì chỉ được 1 2 hôm rồi xong rồi chúng ta lại sẽ Đúng gặp rồi. những cái tình trạng đó. Thì chúng ta cố gắng làm sao phải cải tạo được cái môi trường nước, thì căn bản là chúng ta nên đảm bảo được cái môi trường nước lúc nào cũng phải sạch. Nói chung là về vấn đề là khi mà tôm bị bệnh ấy thì mọi người đặc biệt là nên lưu ý sử dụng thuốc để làm sao để cho con tôm của mình ấy nó điều trị cái bệnh gan một cách tốt nhất đi, nhưng song song bên cạnh đấy thì luôn luôn là cái môi trường nước, lúc nãy anh Hoàn cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều về cái môi trường nước. Ngoài cái vấn đề chúng ta sử dụng sản phẩm để điều trị bệnh gan ra thì chúng ta luôn phải lưu ý một điều là cái môi trường nước phải đảm bảo để cho con tôm của chúng ta nó mới có thể phát triển và điều trị bệnh một cách nhanh nhất có thể mọi người ạ. Đó, luôn cho nên là thường là bên bên khoa học Việt Đức luôn đưa ra những cái quy trình cho khách hàng sử dụng sản phẩm ấy, quy trình xử lý nước như thế nào và quy trình cho tôm ăn như thế nào để con tôm phòng những các bệnh và nó to nó lớn. Mọi người muốn con tôm tôm của chúng ta nuôi đạt 15 con trên 1 kg hay 25 con trên 1 kg thì bà con đương nhiên phải tìm ra những cái giải pháp để cho tôm của chúng ta mau lớn này, phát triển hơn, cũng như là để tôm lúc nào cũng khỏe. Thường là bà con hay bị đau đầu với những vấn đề là tôm bệnh, tôm yếu, tôm chết ấy, thì bà con có thể lưu ý là một điều, nếu chúng ta có những cách nuôi khoa học này, chúng ta theo quy trình, hoặc chúng ta nuôi một sao không thể làm mà chúng ta nuôi theo bản tính được, đúng không ạ? Mọi người nuôi tôm mọi người có kỹ thuật đương nhiên là đúng, thế nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm một cái phương pháp nuôi tôm một cách khoa học nữa của Việt Đức nhà em đưa ra. Thì như những cái livestream lần trước ấy, trực tiếp lãnh đạo của bên Việt Đức cũng đã cho mọi người một cái quy trình, quy trình để nuôi tôm để cho ăn, thì và cái quy trình làm sao để chúng ta xử lý nước nữa đấy, để làm sao mà tốt nhất, thì mọi người nên nên làm theo cái quy trình như vậy để mọi người có thể là nuôi tôm một cách là làm, nói chung là mình cũng không phải đau đầu hay lo lắng về về trong quá trình để mình nuôi nữa đó, nên theo quy trình nhé mọi người nhé. Còn riêng hôm nay nhà em là giới thiệu mọi người để ra mắt mọi người cái dòng sản phẩm mới nhất, gọi là mới tinh luôn, là cái sản phẩm gastro này chuyên đặc biệt là điều trị những cái bệnh về gan, gọi là cấp cứu cho gan. Nếu như mà chúng ta đang nuôi tôm ấy, bà con đang nuôi tôm mà thấy là hôm nay phát hiện ra chúng ta chưa kịp phòng, bởi vì nhiều khi bà con mới nuôi mình không biết là tôm của mình đã mắc bệnh rồi đấy, mà hôm nay chúng ta phát hiện ra là tôm đã bị bệnh gan, thì hãy dùng cái sản phẩm Gastro này để cấp cứu gan cấp tốc cho tôm luôn nhá. Sản phẩm này gọi là khắc tinh của bệnh gan tụy rồi, có nghĩa là mới phát hiện ra tôm đã bị gan nhưng chúng ta chưa biết cách nào, chưa biết giải pháp nào để điều trị, thì hãy dùng cái sản phẩm Gastro này để cấp cứu gan kịp thời đó, tránh cái tình trạng là khiến cho để tôm mắc bệnh gan lâu rồi chúng ta chưa có giải pháp nào ấy thì sẽ dẫn đến là thiệt hại rất là nhiều.
Đó, cho nên là bà con lưu ý chúng ta có thể sử dụng ngay cái gastro này để cấp cứu luôn cho gan ngay lúc đó nhá. Gọi là một cách kịp thời nhất ấy. Thì nó là cái giải pháp để mà chúng ta hiện tại để có thể cấp cứu cái gan cho tôm rồi. Thì hôm nay là thời lượng livestream của bên nhà em ấy thì cũng sẽ livestream khoảng 30 phút thôi. Thì hiện tại thời lượng bên nhà em cũng là gần hết rồi. Mọi người nếu mà còn câu hỏi gì thì mọi người có thể là comment xuống bên dưới giúp cho bên em nhé. Những cái quà tặng này hôm nay ấy, thì mọi người có thể là hôm nay bà con xem livestream thì có những bà con là không nhắn tin trực tiếp qua fanpage rồi thì bên em sẽ có quà tặng trực tiếp riêng, bởi vì mọi người đã xem livestream nhưng có nhiều anh chị sợ là để lại số điện thoại thì sẽ có những cái bên khác người ta liên hệ tới chẳng hạn ấy. Mọi người em thấy là cũng đã nhận được rất là nhiều những cái khách hàng nhắn tin số điện thoại và đặt hàng bên em, thì quà tặng bên nhà em cũng đã soạn ra rồi, hiện tại đã đủ rồi, thì xong những cái livestream tiếp theo nhà em sẽ tặng quà lại cho mọi người sau. Thì hôm nay là livestream đến đây cũng là kết thúc rồi. Đó, tất cả mọi vấn đề mọi người bên nhà em cũng đã giải quyết, thì hẹn gặp lại mọi người trong những cái livestream lần tới, là bên em cũng hứa sẽ là tặng quà tiếp cho mọi người. Đó, xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái livestream tiếp theo ạ.